Dạ, kênh Bonsai Lục Tỉnh Miền Tây xin mến chào tất cả quý cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con ghé lại tiếp tục ghé lại vườn của anh Vinh tại Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long của chú nhà vườn Nguyễn Vinh ha. Hôm nay thì gồm có hai clip cây, hai clip mới, một clip là cây khá to mai chiêu thủy cổ ha, clip là một số cây bonsai các loại luôn, giá cực kỳ mềm, những cái ngày cuối năm ha chú, cũng rất mong quý chú xem yêu mến ủng hộ cho anh. Đó. Có lài, có đầu tiên, có lâm dồ, có chung nu, có cây sồi nữa nè, rồi mai chiêu thủy, rồi kim quýt, linh sam, trà phúc kiến. Rồi em chào anh Vinh ha. Rồi, chào Khánh ạ. Chào quý cô chú anh chị gần xa. Hôm nay em đến với clip đây cũng có nhiều chủng loại như Khánh mới vừa giới thiệu đó. Xin Dạ. mời quý cô chú vào xem và ủng hộ cho em cũng như ủng hộ cho kênh ạ. Số điện thoại của em là 0989 744 879 là đó là cũng là số Zalo ạ. Dạ Rồi, rồi, em giá xin hôm nay cực kỳ mềm anh ha. giá hôm nay là cũng rẻ để cho cô chú anh chị về chơi nha. Chơi cái này là cây Sam. sam này sam khai thác mà ghép sam 86 nha. Dạ, gốc thì gốc khai thác anh ha, Gốc khai gốc. thác mà ghép gam sam 86 á. Bây giờ thì nó cũng đang chảy hoa nè. Hoa tím rịm hết trơn Rồi. ha. Đang còn búp nụ đó anh Rồi. dừng lại em ơi. Rồi. Nụ nó còn dính trên này nhiều lắm luôn chú ha. Khoảng 2 3 ngày nữa là nó ra mới đầy bông. Dòng Rồi, xin 86 thì bông rổ nó vậy đó chú, đặt xin giờ kẹo. thông số nha. Cái chiều dài của cái tán này là 75. Tán ngang đây là 65 ạ. Chiều cao của cây là 45. Cái hoành thân em đo trên vị trí này là 15 ạ. Dạ. Còn xuống cái tổng cái hào hào cái đế đây là nó 60, nhưng mà cây này là cây lũa nha, cây khai thác mà có chân nó có lũa nó nghe quý cô chú. Này, thường lũa của nó đây mà cây khai thác. Dạ. Rồi. Đây là mã số 1 ạ. Số 1. Xin giao lưu với cô chú là 1 triệu 200 ngàn ạ. 1 triệu 200 ngàn anh ha. Ship cả chậu luôn nha cô chú. Dạ. Tím rệm luôn anh ha. Rồi, Rồi, xin đổi đổi giúp cây. em luôn ha. Rồi. Rồi. Số 2 là một cây chung nu ạ. Rồi, một cây chung nu. Chiếu thủy chung nu. Cây này ông anh đã sửa nhiều năm rồi nha, cốt chi nó đã to hết rồi. Nói chung đế là cũng rất là đầy đặn. Em quay vòng để xin giờ thông số. Nuôi cũng lâu rồi nè, thấy cái cốt Cây tai nó cốt lớn nè. chi nè, lớn rồi. Em xin đo chiều cao nha. Chiều cao đây là 39 ạ. Tán ngang của hai cành này là 37. Cái hoành thân em đo trên đây là nó 24. Hào hào xuống tới dưới đây là 48. Rồi hết cái củ luôn là 60 ạ. Củ cũng tròn. Chi cành số 1 để em đo ở đây nó là 10 ạ. Dạ rồi. Cành một cành phong có luôn anh ha. Cành một cành phong cái đỉnh đâu có đầy đủ cành gớt có luôn, mà nói nào ngay là nuôi cũng nhiều năm nó mới lớn như được như vậy nè. Rồi như thế anh ha. 900 ngàn thôi, mã số 2. Mình về mình nuôi thêm heo chú, cây lắc rất Cây là đẹp. này lắc rất là đẹp mà nuôi cái này rất công phu nha. Mà clip hôm nay em để giá rẻ cuối năm cho cô chú mình về chơi nha. Dạ rồi, đổi luôn anh ơi. Rồi. Số 3. Số 3 đây là một cây cái này là Châu. Hải Châu, số 3 là Hải Châu. Hải Châu. Cây Hải Châu. Cái này hai thân mà nó cũng thành kiển rồi nha, không còn bông dây nữa nha. Dạ. Cái này nằm chậu cũng lâu năm rồi. Cái những chi cành đây là sữa lớn hết trơn, nó cũng to rồi nha. Rồi, em xin để ở đây đi, em đưa thông số cho cô chú. Chiều cao từ mặt chậu lên là 43. Tán ngang đây là 54 ạ. Dạ, Hải Châu. Tán chiều rộng này là nó 42. Có già lỗ luôn anh ha. Có già có lỗ luôn. Cái em đo tổng cái hoành thân hai của hai cái cây đó nha là 26. Dạ. Rồi em đo một thân này. Đây là nó 15 ạ. Hải Châu này nói chung là thành phẩm mà gì cô chú chỉ trưng chơi thôi, còn không cần để làm thêm gì cả. Dạ. Rồi, nhiêu đây anh Vinh ha? Cái này giao lưu cô chú là 1 triệu 100 ngàn ạ.
mã số 3. 1.100.000. Dạ. Dạ, hãy cho. Ship cả chậu luôn cho cô chú nha, ship toàn quốc cô chú. Dạ, đổi luôn giúp em ha. Rồi. Số 4 là một cây linh sam. Anh lấy cái bàn xoay ship qua đây giùm em. Dạ. Sam này sam trắng bay, sam này là sam làm cũng nhiều năm mà cũng còn ôm dây chứ chưa có hết dây nha. À, dáng bay cũng có cái thân bay khá là khéo. Xin đo cái chiều dài của nó là 80. Cao ở đây là 49 ạ. Xin đo hoành thân nha. Hoành thân là 24 ở trên đây, còn xuống dưới đây là nó 34 ạ. Dạ. Rồi. Cái này giao lưu với cô chú là 700.000 ạ. 700. À, mã số 4. Dạ rồi. Đổi giúp em luôn ha. Rồi. Mã số 5 là cái văn ngân này đi, để nó dướng dướng nè. Muốn đi rồi nè. Cây trà Phúc Kiến. Trà Phúc Kiến. Tâm cao văn ngân. Dạ. Cái này nó được cái là cây thân lắc rồi cành nhánh cũng chi nhánh cũng là rất là chuẩn, với hai nữa là nó cũng được già. Cái này thì muốn bán rẻ cho quý cô chú lắm, nhưng mà tại vì tiền phí ship nó hơi cao thôi quý chú ơi. Tại vì thực ra nó nhỏ nhưng mà ship nó căng anh ha. Cái này ship là rất là căng. Xin giờ thông số cho cô chú nha. Rồi, chiều cao của em nó đây là 1m05. Cái này thì mình vô cái chậu đẹp lại dáng nó thanh thoát lắm quý chú. Tán ngang đây là 80 ạ. Nhỏ đó. Thanh thoát. Chiều rộng đây là 48. Còn cái hoành thân nha, hoành thân em xin đó đây là 9 ạ. Rồi cái hoành cũ ở chỗ này là 31 của chú ơi. Dạ, là, 31. Có cái được cái cục này nó hơi xéo, nó hơi xù, hồi xưa nhiều thân á, chú trước người ta cắt á, cắt trên thân lấy thân một cái trên thân thôi, nhưng mà nó thân nó éo lả, nó lắc rất là đẹp. Cái này thì phí ship nó hơi cao. Dạ, giá nhiêu ra? Cái này giao lưu ship cho cô chú toàn quốc là 1.300.000 ạ. 1.3 anh ha. Mã số 5. Số 5. Cái chi nhánh ở đây nhìn là nó rất là đẹp rồi nha. Dạ. Rồi tiếp tục giúp em luôn. Rồi, mình xin đổi cây ạ. Số 6 là một cái phôi chú thủy ạ. Số 6 một phôi chú thủy. Đây. Phôi chú thủy này già nha. Đế cũng điền đạm, nhưng mà thẹo cắt thì nó nói nào ngay chứ này thật eo thôi, chứ nó cũng kéo nhiều lắm rồi, không hư hao gì hết, không một bọng gì hết nha. Dạ, mà cắt lớn nhưng mà em thấy cũng kéo mạnh đó anh ha. Dạ. So lớn thì nó không lớn lắm. Đây, cái này đây, cái thẹo đây. Lớn này cũng hai ngón tay nè. Đây anh giữ vị trí này nè, mà dạ. Cắt này nè. Còn đây là chỉ hai ngón tay thôi, nó cũng kéo nhiều rồi. Nó kéo tràn vô nè quý chú ha. Ngón tay cũng để vô. Cái màu keo thôi, chứ thực ra là nó cũng cuốn vô nhiều. Dạ. Em xin vào chiều cao của em nó đây là 62. Rồi. Hoành thân ở trên này đi. Ở trên đây là 58. Xuống cái cổ đế này. Đây là 73. Dạ. Rồi xuống cái củ nồi đây là 1m35 ạ. Rồi, quay giúp em luôn. Phôi mã số 6 này. Em xin giao lưu của với cô chú là 1.100.000 ạ. Số 6. 1.100.000. Dạ. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. Rồi. Số 7 là một cây linh sam. Sam này sam song hình nha. Cái này cũng như tạm như thành phẩm mà cô chú gì chỉ chăm một thời gian nữa là tháo dây là được rồi. Nó cũng cành nhánh tạm ổn, tạm đủ hết, nhưng mà cành nó còn ôm dây thôi. Dạ. Hôm nay thì em cũng bán giá rẻ cho cô chú về mình chăm thêm. Chiều cao ở đây là 60 ạ. Tán ngang 65 ạ. Dạ rồi. Tán rộng ở đây là 40. Mình thân em ra trên đây nha. Là 18 của chú ơi. Rồi, cái hoành cũ em đo hào hào ở đây là nó 68.
Rồi. Mã số 7 này xin giao lưu với cô chú là 700 thôi ạ. 700. Ừ. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. Rồi, số 8 là một cây vạn tế đi. Thiên tế hay vạn tế thì tùy theo cái tên gọi từng miền thôi. Chứ ở đây thì quê của em thì kêu là thiên tế. Cây này lùng lực nha. Nó có hồi trước, có chủ trước là làm cũng như cái hồ lô vậy đó. Nhưng mà nó có thêm được những con tử. Có thắt hồ lô không ha? Có thắt, hồi xưa có thắt ở đây nè. Em xin vào thông số nha. Cao của cái cây này là 21 thôi. Còn hoành thân của một cây đây chỉ có 33. Rồi, tổng cái cụm ở đây là 51 ạ. Dạ, rồi. Cái này xin giao lưu với cô chú ship luôn là 1 triệu chẵn ạ. Triệu. Dạ, mã số 8. Luôn cái chậu luôn anh hả? Hay là không chậu? Không chậu ạ. Cái chậu này, chậu men này nó cũng không được nguyên lạnh lành lắm, nó cũng nứt răng rồi. Rồi. 11. 11. Đổi giúp em luôn ha. Dạ, 1 triệu mốt. Rồi, số 9 là một cây mực quế á. Số 9 anh hả? Dạ. Rồi, số 9. Số 9 là một cây mực quế nha. Rồi, cái này nhỏ nhỏ thôi. Cây nhỏ mà già. Cây này nói chung là nó lớn bằng cái đầu lớn của chiếc lông nha. Chiều cao hậu hạo em nó là 60, ngang là khoảng 40 thôi. Rồi cái này giao lưu là với cô chú là 600 ngàn ạ. À. Là không chậu, cô chú cái chậu này cũng đã hư rồi, bể rồi. Mà cây mà quế nhỏ nhưng mà rất là già. Rồi, tiếp giúp em luôn. Rồi, tiếp tục số 10. 10 là một cặp đi. Đây, hai cây. Cây lài là giá lẻ nè, cây lài với cây đinh lăng. Lăng lăng rồi lại. Lăng lăng rồi lại. Đây là lại, lại này đơn hay kép anh có biết không? Lại này thì kép mà nó kép có, lá nhỏ, còn nếu mà lại kia thì nó lá hơi to anh chút xíu. Một cây đinh lăng. Cây lại, cây đinh, cây lại thì nó còn hai cái chân nữa không vậy là của chú. Nó ở trên thì nó hồi trước chủ chặt hết rồi, còn cái mọc lại được bao nhiêu đó thôi. Dạ. Em xin vào cái thông số của cây đinh lăng đi. Cây đinh lăng này vậy nè. Này đa 37 ạ. Một cốt lên 3 thân vậy đó. Chiều cao của tới mặt chậu lên tới đây là nó 65 ạ. Còn cái lại đó hảo chỗ này thôi là 18 ạ. Rồi, hai cây này giao lưu với cô chú là mã số 10 này là 500 ngàn ạ. Hai cây. Dạ. Rồi, đổi anh ơi. Rồi. Rồi, số 11 là cũng một cặp nữa đi. Lấy cho nó hết cây. Số 11. Rồi, cây này một cây trà phúc kiến với một cây sam. Này sam 86 nha. Sam này sam 86 viên. Đây là một cặp. Rồi, cặp này như thế nào? Cặp này cũng 500 luôn. Số 500 11. Luôn. Đặc biệt cây sam này nếu mà sửa lại nó hai thân cũng khéo lắm. Nó trà phúc kiến này gì là bonsai nhỏ chơi vui thôi. Rồi, được rồi anh ơi. Cặp này vô lưu cô chú là 500 thôi, đo thấy cái hoành thân chỗ này thằng cái thôi nha. Ở đây là nó 22 ạ. Còn cây nhỏ ở đây là nó 12 ạ. Dạ. Rồi, cặp này số 11 này giao lưu cô chú 500 ngàn. Rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Rồi. Tiếp tục 13. Chiếu thủy. 13. Cây mai chú thủy. Cây mai chú thủy này dáng nó cũng quái quái, làm bay làm đổ gì cũng được đây. Nói chung là mình cắt lại theo ý mình theo chú. Đó, cái này về cắt lại vô dây lại, nó có một cái hơi lạ lạ là nó xù, nó hơi quái nè. Có cổ chi được cũng đẹp ha. Nói chung là mình dựng lại thế dáng đồ này nọ nè, như vậy cũng được đó nè quý vị. Nó vậy cũng khéo nữa. Nó hơi lạ lạ cây. Thôi vậy xin giờ. Dạ. Đổ đổ bay bay gì đó thì tùy ha. Trên giờ thông số cái dài của này là của cái đây là 70 ạ.
chiều rộng ngang đây nó 34. Còn hoành thân em đo trên đây đi. Ở đây là 23. Rồi xuống đây là 39 ạ. Dạ. Rồi cái này cũng giao lưu cô chú là 400 ngàn ạ. 400. 400. Mã số 12. Dạ rồi. Đợi giúp em luôn. Rồi. Về 13 cũng là chú thủy luôn nha. Nghe cắt lại cái đó đẹp không? Cái này như cái gián thú nè. 13. Này. Cũng 400 luôn anh ha. Cũng 400 thôi. Cái này cô chú cắt lại làm cây ba cây siêu hồi đầu cũng được, cắt ăn đây cũng được nữa nè. Hoặc là để vậy thì biến tướng nó lại sao. Nhưng mà con cái nó được có bụng chân nó như con thú vậy đó. Đặc biệt là nó cũng liền lại sạch sẽ anh ha. Cũng sạch sẽ. Không có một lỗ gì chứ. Chiều cao. Chiều cao ở đây là 54. Bình thân ở đây là 19 ạ. Tổng cái cụm này. Cái này làm cái đuôi. Ở đây là 55 ạ. Cắt cái này ra. Cái nó bẻ cái này ra luôn được chú. Vô dây bỏ đó bẻ ra làm cái đuôi. Nu thân sạch sẽ ha, không có bị gì hết. Rồi, 400 luôn. Rồi cũng 400 luôn. Mã số 13. Mã số 13 400. Dạ rồi. Rồi. Tiếp tục 14 cũng là chiếu thủy nữa. Này, dáng này cũng là lạ đây. Làm như cũng gián thú con cào cào con hư hư gì đây mà chủ giúp đã sửa được cái chi quán quán này nè. Đặc biệt trên này là có cốt cành mà, ừ, mà cắt nó kéo cũng liền bít hết trơn rồi. Bít mà cắt hết rồi. Siêu siêu vậy đó. 400 luôn anh ha. Cũng 400 thôi. Về chơi cây quái hoặc là anh dựng thẳng thẳng lên giùm em cái. Rồi. Mã số 14. Anh cho nó đứng luôn rồi. Đứng gì cũng được. Có thể làm cây cành gớt hồi đầu gì cũng được nha. Nói chung là mấy cây này cũng quái cây luôn chú ơi, già lắm à. Rồi. 14 này 400 ạ. 400 luôn. Rồi. Tiếp tục mã số 15 là một cây xanh. Xanh quê. Xanh quê. Cây xanh này cũng là 400 thôi. 400 luôn. Rồi. Không thích tông cao lấy cái form lùng lực lại bây giờ cây này cũng được đâu. Còn không mấy là cắt lại thì mình cắt tới đây cũng đẹp đó nè, cắt tới đây làm cây lùng hoặc là cắt thấp xuống cũng được cô chú ơi. Giờ em xin đo vào thông số nha. Cao của em nó là 60, ngang đây 65 ạ. Rồi anh hoành thân em đo tại vị trí này đi, đây là 22 ạ. Rồi xuống đây là 67. Bộ đế thì con thấy còn khá sâu, mình về mình có thể khai thác thêm ha. Cái bắt đầu mình cưa cắt cái đồ này nó mình tạo ra một cây bonsai lại của chú. Rồi, mã số 15 này cũng 400 ngàn của chú ơi. Bao ship tới nhà cho mình. Bao ship tới nhà luôn. Hôm nay xả giá rẻ cho cô chú mình chơi cuối năm nha. Rồi, 16 là một cây ổi á. Cây ổi này vừa chơi kiển mà vừa ăn trái luôn nha. Em thấy cây thì nhỏ mà cái bầu thì to quá. Cái này bảo vệ sức sống cho cây á. 16. Quá trời cái bộ. Cái ổi này giao lưu cô chú là 500 ngàn ạ. Nó được cái thân siêu lắc nha. Rồi mà về mình ăn trái, làm cây kiển ăn trái luôn. Chúng tôi hoành thân đi. Hoành thân đây là 22. Cao của em nó là 40 ạ. Dạ. Rồi vậy đơn giản vậy thôi. Rồi. Giao lưu cô chú là 500 ngàn, bao ship bao sống nha. Đổ luôn anh ơi ha. Rồi. 17 là một cây chiếu thủy á. Mấy cây này già cổ dữ lắm mà kiểu già người ta cổ. Bỏ người ta không chăm anh hay sao anh. Đúng rồi, có chủ trước người ta sửa nè, giờ thấy sửa thấy kiểu hơi là lạ nè, thấy không Khanh? Nó sửa quán mà nói chung là sửa cũng kỳ công. Cây này quái lắm á chú. Quái kỳ công lắm. Chú nào mà không thích chơi cái phong cao ha, mình dựng thẳng lại vậy nè. Mình lấy cái ngọn nó thấp lại chút. Thành cây lùng lực đẹp lắm á. Sửa cũng kỳ công lắm. Rồi chiều cao 70 ạ. À. Hạo có tán rộng ngang đây đi nó 45. Còn hoành thân em đo trên đây. Đây là 31. Đế nó cũng có nè. Xuống đây là 45. Còn cái nồi ở đây là 95 ạ. À. Dạ.
Đây, đây anh quay qua đây. Yeah. Đó chặt đầu đinh. Ừ, đó chặt đầu đinh mà kéo gần hết. Nó kéo nó vậy là còn vừa ngón tay mà. Cũng lâu lắm. Nhưng mà cũng không mục gì thêm nha. Bẻ không cho thẳng anh ha. Ừ, chủ này bẻ thấy nó hơi lạ lạ. Đó chắc ổng khoái ăn bánh còng. Ừ, bánh còng bánh cam gì đây. Cái này mã số 18. Dạ. 700.000 cô chú ơi. Cái này lấy cái này về chỉ vô chậu đẹp nó đi rồi tắm rửa cho em nó sạch sẽ ra. Cái này em chỉ lấy về em để em chưa có làm gì hết. Dạ rồi. Dạ. Nhiêu anh? À, 700.000. 700 ha. Dạ, cây 700. Rất đẹp cô chú. Cây thật ra là nó kéo mặt cắt như thế này là cô chú biết cái sức sống nó cỡ nào, mạnh cây lắm. Ừ. Cốt cành ta nuôi cũng đầy hết trơn mà tại vì bẻ theo cái lối quái thôi ha. À. Cốt cành này cũng thành phẩm. Rồi, mình chơi cây lạ luôn đó. Ừ, cây này 700 ngàn à. Rồi. Trước giờ bán cũng nhiều cây mà chỉ có cây đó thấy sữa lạ quá. Thấy sữa lạ quá. Rồi, tiếp tục là trà Phúc Kiến, mã số 19. Rồi. Đây nghiêng. Rồi. Để dán siêu cũng được anh, dán siêu này cũng đẹp á. Rồi. Cây trực bay. Trực bay hay thôi. Nè, đem vòng vòng nó đi. Không thích chơi kiểu này bẻ thành lùa cũng được. Dạ. Khoa gió lùa. Xin giờ thông số. Cái này lùa chiều nào cũng được chứ. Lùa 2 chiều cũng được mà lùa bên đây cũng được đó nè. Lùa hết bên nào cũng được. Cái này em chỉ đo tính đo cái phôi thôi nha. Cái phôi ở đây là nó 49 á. Dạ. Cao lên đây là 27. Cái phôi chỗ cổ đế này đang ngang đây là 36. Dạ. Rồi. Rồi xuống đây chút xíu nữa. Đây là 47 á. Rồi em xin đi một vòng. Rồi cho em giá luôn. Cái này mã số 19 này 600.000 của chú ơi. 600.000. Ừ. Dạ, rồi, tiếp tục luôn. 600.000 thôi. Ok, chào Phúc Kiến. Cây chào Phúc Kiến già lớn. Rồi, số 20 là một cây trung nu. Một cây trung nu. Trung nu này có sữa cũng không còn ôm dây nữa. Mà này, các rễ là em thấy nó kéo bít hết trơn là chú ơi. Yeah. Con thấy kéo bít hết rồi. Mà cắt ở trên thân cũng bít luôn. Cũng bít khá nhiều á. Nói chung là nó tương đối liền thẹo hết rồi. Yeah. Còn cái chi tiết sữa chưa được khéo thì về cô chú sửa thêm giùm nha, anh chị sửa thêm giùm. Giờ em xin vào thông số nha. Tán ngang ở đây là 85. Chiều cao ở đây là 53. Còn em đo cái hoành thân ở đây nha. Hoành thân ở đây là 23. Xuống tới đây chút nữa là 47. Rồi xuống cái dòng cái đế là 85 ạ. Quay giúp em luôn. Rồi. Dạ rồi. Dạ mã số 20 này là 800 ngàn của chú ơi. 800. Ừ. Rồi, em xin đổi cây. 21 là một cây xài ạ. Một cây xoài. Xoài này hồi mua cũng quên hỏi anh chủ xài gì nữa. Mà nói chung anh sửa bonsai nè. Anh sửa cành nhánh vô dây cũng tức là người ta trồng từ dạo qua nhiều nước dây rồi. Từ nhỏ. Yeah. Cũng còn quên hỏi. Sửa cũng rất đẹp nè. Nhưng mà cái đít này nó hơi bị, cái lưng này hơi bị cháy nha. Bị cháy da nhưng mà xài sức sống nó sẽ kéo mạnh lắm. Dạ, nó kéo lại đó anh ha. Ừ. Chưa có đầy nhưng mà nó kéo đang. Ừ. Kéo lại. Rồi. Rồi. Để em xin chào thông số nha. Đo hạo hạo đi, chiều hao đi. Đây là chiều cao 55. Tán rộng của đây là 55 luôn. Còn hoành thân em đo ở đây. Đo đây được 10 của chú ơi. Tổng cái cụm của này là 27. Rồi, nhiêu đây anh? Rồi, mã số 21 là 800 ngàn ạ. 800. Dạ, tiếp tục đổi giúp em luôn. Dạ. Yeah. 22 là cây trung quýt đây. Một cặp đi ha. Cặp đi. Ừ. Rồi, hai cây. Rồi, cho em giá luôn. Cặp hai cây này là 1 triệu của chú ơi.
cây nào cũng được, cũng nó cũng già hay cỗi hết trơn, hai cây cái này cũng nào cũng có dáng hết trơn. Rồi em xin báo thông số của cây này, nó bằng cái giếc long nha, bằng cái bên giữa của giếc long, còn cái này thì nhỏ hơn, nhỏ hơn giếc long một tí. Chiều cao của em này là 40 ạ, còn chiều cao em này 30 thôi. Tán rộng em này 40, cái tán rộng bên đây cũng 30. 1 triệu anh ha. Cặp này 1 triệu, mã số 22. Dạ rồi. Rồi. Tiếp luôn. 23. 23 là một cây đào tiên, đào tiên. Cái này ra lá sum xê mướt hết biết đẹp. Cái đầu tiên đa lùng nha. Dạ. Rồi. Xin vào thông số. Phơm tán đa lùng. Rồi. Cao lên 45 ạ. Tán ngang đây 70. Tán rộng vô 40 ạ. Hoành thân em đo tại vị trí đây là 18. Còn chiều dài của cái hình thú này đây là 21 ạ. Rồi giá nhiêu đây anh Vinh ơi? Mã số 23 này xin giao lưu với cô chú là 600 ngàn ạ. 600. Cây đầu tiên. Rồi. Cây đầu tiên. Cây nhỏ nhưng mà thường trong chậu anh ha. Thường chậu nhiều năm rồi. Lá sum xuê xanh mướt. Rồi 24 là một cái lài. Lài này là gì đi? Lài đơn anh ơi. Lài đơn. Cái này lá lớn nè. Cái này mà bông cũng nhiều nha. Nhưng bông cũng lớn nè. Lài cánh quạt. À. Lài đơn được có cái là gốc nó già thôi chứ. Ừ. Đây. Cái này chim. Rồi. Rồi. Giá nhiêu đây anh? Cái này giao lưu của chú là 700 ngàn ạ. 700. Mã số 24. Xin chào thông số nha. Đo thông số của chiều cao của tán luôn đi. Xin tới mặt bầu đây là 60. Nắng quá rồi chú. Nắng quá là nãy để qua nắng đó. Ở đây là 70 ạ. Rồi hoành thân em đo trên vị trí đây là 22. Thôi xuống cái cổ này đi, cái cổ này đó thôi. Ở đây là 60 ạ. Dạ. Rồi. 24 này giao lưu cô chú là một cái lài này là 700 ngàn ạ. Rồi. Đổi giúp em luôn ha. Rồi. 25. Là cây lâm dồ ạ. Cây lâm dồ này giao lưu với cô chú 500 ngàn nha. Hôm nay em bán clip này chỉ tiền trăm, vài trăm cho cô chú mình về xài nha. Chơi kiển mấy anh em tập chơi cũng là vui. 500 thôi anh ha. 500, mã số 25. Chiều cao ở đây là 45. Hào hào cái ngang đây là 35 ạ. Còn hoành thân anh đo đại vị trí này đi. Ở đây là 32 ạ. Xuống tới cái cổ này là 67 ạ. Rồi. Mã số 25 này xin giao lưu với cô chú là 500 ạ. Dạ rồi. Mình tiếp luôn anh ơi. Rồi. 26 là một cây bông giấy. À giấy này giấy gì đây anh Vinh ơi? Cái này sắc pháo anh ơi. Sắc pháo riêng ha. Dạ sắc pháo riêng, thằng này không có ghép. 300 ngàn. 300 ngàn thôi. Cây này làm cái siêu hồi đầu cũng đẹp nè. Có cành nè. Dạ dạ. Dạ. Xin vào thông số đi. Cao của em nói đây là 69 ạ. Màu hồng sắc pháo ha. Rồi màu hồng sắc pháo. Đây là 20 ạ. Cây một cốt, một dạ. Thân một cốt. Cây này không có một lũa gì trơn nha. Rồi, 300 ngàn thôi cô chú ơi. 300 anh hả? Dạ. Dạ. Rồi, em xin đổi cây. 26, 300 ngàn của chú ơi. 27 là một cái lài nữa. Lài nữa anh hả? Rồi, cái lài này cũng già, ngay dáng cũng lạ này, siêu hồi đầu nè. Mà cũng như bông nhiều lắm chú, tại vì anh để vào nắng á. Nãy giờ này anh nắng rồi đó. Gặp nắng cái đỡ rủ à. Dạ. Này tưới vô cái là nó bung liền. Nay thuận chậu nhiều lắm rồi cô chú cứ yên tâm. Em trời rễ nó nè. Cứ bao sống bao ship cô chú yên tâm nha. Cây này không ảnh hưởng gì sức khỏe nó đâu.
là nó thuần chậu nên em mới bỏ bê về để cho cô chú thấy á, để em khỏi bó úm gì, khỏi Chứ lo. cây cây mới bướng thì nó xuống lắm. À. Nếu mà cây mới mới lần đầu bướng thôi. Đây, Rồi. cái này thì mồi rễ ra nhiều. Em xin chào thông số nha. Rễ. Tán ngang của em nó ở đây là 1,2 m ạ. Trên này nó có cái điểm lỗ thân này. À. Này. Chiều cao đây 50 cô chú ơi. Còn hoành thân ở đây là 22 ạ. Rồi xuống hết cái bầu đây là 75. Dạ. Rồi, ở trên đây nó cũng có hơi cái đường lũa nhẹ nhưng mà không sao hết. Cái này dáng như con thú hay là hồi cây siêu hồi đầu vậy đó nha. Cái này về cô chú bấm lại vô nước dây nữa thì nó cũng ra cây kiển bonsai. Dạ. Rồi, mã số 27. Này là 700 cô chú ơi. 700. Một cái chuẩn thủy á. Rồi. 28 là một cái chuẩn thủy á. Một cái bể chữ thủy. Đây này rất là lùng mà nói chung đế nó chặt cũng như cái bánh vậy. Về cô chú bắt thêm cành nhánh nữa là thấy nó có cái đẹp hơn. Giờ nguyên một cục đế. À, cũng đế. 28. Rồi. Trên giờ con số nha. Đây là xuống đây 45. Chiều cao 45. Cái nồi hoành nồi ở đây là 130. Hoành thân ở đây là 30 ạ. Còn cái chiều sổ của đế đây là 25 mà cô chú ơi. Dạ. Rồi. Mã số 28 là giao lưu cô chú là 1 triệu ạ. 1 triệu anh ha. Rồi. Rồi. Tiếp tục đổi giúp em. Rồi. 29 là cây cuối luôn đi anh này. Rồi. Rồi, 29 là một cây cuối. Cây cuối là một cây kim quýt ha. Cây quýt. Cái này số 29. Cái này giao lưu cô chú là 1 triệu 700 ngàn. Kim quýt dáng văn nhân cành rớt anh hả? Trên văn nhân cành rớt. Cây này cũng già lắm mà anh Vinh ha. Già cỗi nhiều năm lắm mà được cái gọng cái dáng cũng đẹp ha. Dạ, xin vào thông số nha. Một triệu bảy. Chiều cao đến đây là nó 1,1 m ạ. Rớt cái đỉnh này xuống tới cái cành rớt đây 55. Còn cái tháng ngang của cái điện tử đây là 45 ạ. Dạ rồi. Rồi, mình thân em đo ở đây là nó 17 ạ. Rồi cái nồi đế nó cũng hơi đèn đạm vậy nè. Cũng già cỗi nha, nằm thuần chậu nhiều năm em bó bầu. Cô chú cứ yên tâm sức sống của nó. Rồi, mã số 29 này em xin giao lưu là 1 triệu 700 ngàn của chú. Cái này tiền ship nó cũng hơi cao á. Thân lắc lượn đi lên anh ha, À. lấy cành rớt. À. 1 triệu 700 ngàn anh ha, 1 cũng triệu là 700 cây ngàn. cuối clip hôm nay anh Vinh ha. Đúng, cây cu líp rồi. Rồi. À, rồi. Cuối clip thì em cũng xin cảm ơn quý cô chú đã xem kênh và ủng hộ em trong thời gian qua. Dạ. Kính chúc cô chú mình làm ăn vạn sự như ý nha. Rồi, rất mong được sự yêu mến ủng hộ tất cả cô chú dành cho anh Vinh trong clip hôm nay nữa ha cô chú. Nhiều cây giá rẻ cho mình lựa chọn. Con cảm ơn cô chú đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.